Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 117 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1461 Nếu anh không rời, tôi cũng không bỏ. Chuyện gì thế này? Dương Tử Mi nhìn kinh ngạc. Long Trục Thiên định dung kiếm lên, chém sát chết thì đã bị tuyết hồ ngăn lại. Tuyết hồ, lẽ nào bên trong xác chết này đang có một con rắn sinh sống sao? Dương tự mì mở thiên nhãn để phân biệt, phát giác bên trong hàng trăm hồn phách ấy có linh hồn của một con rắn. Đây là tình huống mà cô chưa bao giờ nghe thấy. Nhân trụ, Tuyết hồ nói. Nhân trụ sao? Dương tự mì nghi hoặc. Từ đâu mà nó đến? Tuyết hồ giải thích. Nuôi trứng rắn bên trong xác chết tràn ngập quán khí khiến cho nó hấp thụ quán khí, sát khí bên trong xác chết. Một khi phá ra sẽ biến thành nhân trụ cực kỳ độc, có thể giết ngàn quân dạng mã. Du sư của tộc người cổ đại dựa vào nó để củng cố địa vị và giết quân địch. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Phá thế nào đây? Tuyết Hồ nhìn thấy cái lửa trẻ đôi thò ra lăng hoàng từ bên trong miệng xác chết giải thích. Có thể phá, nhưng mà con rắn này đã được nuôi dưỡng trên ngàn năm rồi hơn nữa được nuôi trong nhiều cái mảnh xác cho nên quy lực rất lớn. Nếu tiêu diệt thì thật là đáng tiếc, chi bằng dụ nó ra khỏi xác chết rồi thu phục, biến nó thành vũ khí lợi hại nhất. Dương Tử Mi cảm thấy sợn tóc gái khi mà nhìn thấy cái lưỡi đó. Thứ mà cô ghét nhất chính là rắn. Cho dù quy lực của nó lớn hơn bom nguyên tử, cô cũng không thích. Cô còn đang băn khoăn thì con rắn đã từ từ bò ra khỏi xác chết con rắn có màu vàng những cái dải lấp lánh trên người của nó khiến nó không những không đáng sợ mà còn khá đẹp tuyết hồ nhìn thấy cũng không kém phần kinh ngạc anh cũng không ngờ bò ra từ bên trong nhân trụ của một cái xác thối lại là một con kim xà trong tộc nhà rắn kim xà là quý nhất nghe nói đó là một sự kết hợp giữa rắn và rồng trải qua giai đoạn tu luyện nhất định còn có thể trở thành rồng vừa có ma tính của rắn lại vừa có linh tính của rồng. Dương Tử Mi nhìn chầm chầm kim xà đang nghĩ cách để mà làm sao thu phục nó. Bởi vì khế ước giữa xà tộc cho nên Dương Tử Mi biết lần này không có thể nhờ vào sự trợ giúp của Tuyết Hồ được. Cô phát hiện con rắn vàng nhìn chầm chầm Long Trục Thiên giống như là có quen biết vậy. Trong đôi mắt nhỏ của nó không hề có ác ý muốn tấn công. Long Trục Thiên cũng nhìn con rắn phản phất nhận được sự gọi mời chậm rãi tiến về phía nó tay của dương tử mi nắm chặt yểm nguyệt đào nhìn con rắn chuyển động đầy căng thẳng chẳng may nó có hành động gì bất lợi cô sẽ lập tức chặt nó làm hai con rắn nhỏ bỗng hướng về phía long trục thiên gật gật đầu sau đó rít lên một tiếng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng nó đã nhảy phóc lên bãi dài của long trục thiên dùng đuôi quấn lấy cổ anh ta Dương Tử Mi căng thẳng. Nhưng mà cô phát hiện Long Trục Thiên không có điều gì bất thường, đưa tay vuốt ve đầu con rắn nhỏ. Con rắn làm bộ nũng nịu, luồn tới luồn lui trong bàn tay của anh, giống như đang đùa giỡn vậy. Chuyện gì thế này? Dương Tử Mi nghi hoặc. Trục Thiên, anh biết nó sao? Long Trục Thiên lắc đầu. Không quen, nhưng mà cảm giác rất là thân thuộc. Dương Tử Mi quay qua tuyết hồ, Tuyết Hồ, chuyện gì vậy? Tuyết Hồ lắc đầu, anh cũng không biết đang xảy ra cái chuyện gì nữa. Theo lý mà nói, nhân trụ được nuôi dưỡng từ bên trong xác chết, thường sẽ nhận ra chủ nhân đầu tiên của nó hoặc là người thu phục nó. Anh thật sự không có biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bất luận thế nào, đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất không mất công phải thu phục. Long trục thiên có rắn vàng nhỏ làm bạn, sức chiến đấu sẽ càng tăng mạnh chương 1462. Bất quá Dương Tử Mi có điểm lo lắng, bản thân của tiểu kim xà âm khí rất nặng, có thể hay không xúc phạm tới Long Trục Thiên chứ? Xem cái bộ dáng của Long Trục Thiên đối với tiểu kim xà đặc biệt yêu thích, để cho nó tùy ý quấn quanh trên cánh tay. Tuyết Hồ hẳn là không có vấn đề chứ? Dương Tử Mi tìm kiếm ý kiến của Tuyết Hồ. Xem cái bộ dáng của nó là đem long trục thiên trở thành chủ nhân rồi là sẽ không có ảnh hưởng đâu giống như là sủng vật vậy tuyết hồ giải thích nói đây là chuyện tốt mà không phải là chuyện xấu nghe thấy tuyết hồ nói vậy dương tử mi thật ra cũng yên lòng nào có phải là thân nhân bằng hữu của ta người nên nhận biết họ không có thể xúc phạm tới họ long trục thiên vuốt tiểu kim xà nói tiểu kim xà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng Cư nhiên thực nhân cách quá gật gật đầu. Xem ra chỉ số trí lực đều không quá thấp. Tỷ tỷ, thi người là có động kìa. Tiểu thiên la lên nói. Dương tử mì vừa định động thủ lại phát giác da thịt của thi nhân. Cốt nhục đều đã bị hư thối, cuối cùng sụp đổ, biến thành một đống bùn. Nguyên lai, nó có thể chống đỡ ngàn năm không hư thối, bất quá là bởi vì dưỡng người trụ ở bên trong. Dương Tử Mi liền niệm chú giảng sinh, đem trăm cái quan hồn kia siêu độ rời đi. Mọi người về tới tưởng phủ. Dương Tử Mi vừa muốn đi nghỉ ngơi, quan phong liền đã tới rồi. Quan sư phụ, quyết thanh đã nghiên cứu thành công chưa? Dương Tử Mi thấy trên mặt của ông có vẻ dù sướng dò hỏi. Không phải quyết thanh, ta đang đột nghĩ đến người trụ. Quan phong nói. Người trụ, truy nguyệt nhanh như vậy đã nói với ngươi sao? Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi. Truy Nguyệt, nói cái gì? Ta còn không gặp qua nha đầu kia. Hôm nay ta ở thời điểm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến sư phụ của ngươi. Trong đầu bỗng nhiên điện quang quả thạch. Cũng liền hoài nghi, sư phụ của ngươi cũng biến thành như vậy, khả năng cùng với người trụ có quan hệ đó. Hoàng Phong nói, Dương Tử mi chớp chớp mắt. Như thế nào là có quan hệ? chẳng lẽ sư phụ ngày đó đã bị người trong cơ thể gieo trứng xà bên trong cơ thể người loại trứng xà đó là một người trụ loại hình cấp thấp giống nhau chỉ áp dụng với bên trong tử thi nhưng là ta hiện tại muốn nói là người trụ là một loại cao cấp hình thức kêu phách si cũng là loại bí kíp âm dương thuật quan phòng giải thích nói phách si rốt cuộc là cái gì nữa dương tử mi nôn nóng dò hỏi chính là âm dương thuộc giả biết chính mình sắp chết vô lực xoay chuyển trời đất bởi vậy mới đem hồn phách chính mình phong ấn vào trong đó rồi dưỡng ngâm chờ đợi cơ hội thích hợp cơ hội chính là tìm một thân thể của người sắp chết ẩn vào bên trong bắt đầu sinh hoạt loại này phát si cho tới nay mọi người đều cho rằng nó là truyền thuyết cho rằng nó không có khả năng bởi vì ý nghĩ kia có thể lặp lại trọng sinh linh hồn bất diệt. Hoàng Phong một bên nói, một bên mở ra quyển sách cũ. Sách này tất cả đều là tiếng Nhật. Dương Tử Mi ngày đó vì thiếu hiểu biết âm dương thuật cùng Sadako học một ít. Hơn nữa tiếng Nhật vốn dĩ liền nguyên tự với chữ qua hạ cổ, đồng tông cùng nguyên so tiếng Anh dễ dàng học nhiều. Nàng nhìn kỹ Hoàng Phong mở ra một tờ, mặt trên quả nhiên có miêu tả như vậy quá ra kia thì ghi lại chỉ là thuyết minh này là khả năng chỉ là truyền thuyết cũng không ai chân chính kiến thức qua truyền nhân của âm dương thuật cũng không có ai nắm giữ một môn bí quyết này đến nay trên đời này cũng không có thuần túy tí tinh đồn vô căn cứ thất truyền cũng không có đại biểu không có thật giống như nàng hiện tại sở học quyền học đối với người thường tới nói kia cũng bất quá là một truyền thuyết thôi cho rằng thế gian cũng không có khả năng có như vậy cao thâm mà thần bí bí thuật. Chương 1463 Sư phụ quan nếu thật sự sư phụ của con bị phát si ký sinh, vậy thì linh hồn vốn dĩ của sư phụ ở đâu? Dương Tử mi dội vàng hỏi, loại phát si có thể phá bỏ không? Thật đáng tiếc, thầy cũng không biết, thầy đoán ngay cả người của âm dương thế gia cũng không biết đâu. quan Phong lắc đầu, Giờ thầy chỉ muốn nói cho con biết những hoài nghi của thầy. Còn nó có thật hay không, tạm thời chúng ta không có cách nào xác nhận. Dạ, Dương Tử mi gật đầu. Vậy cái bà lão đó đã tìm thấy tung tích của sư phụ con chưa? Bà ta nói dựa vào điều tra sư phụ của con đã từng xuất hiện ở Osaka. Nhưng mà bà không có kịp theo hành tung của ông ấy. Hoàng Phong cất quyển sách đi. Chỉ cần có tin tức, thấy sẽ báo cho con đầu tiên, con yên tâm đi. À đúng rồi, lúc nãy con nói nha đầu tiểu nguyệt, nói cái gì thầy, thầy không hiểu. Dương Tử mi cũng không có giấu giếm, nói cho ông nghe chuyện về xác chết và con rắn nhỏ vàng. Rắn nhỏ vàng hả? Hoàng Phong nghe thấy, hai con mắt sáng lên. Long trục thiên đang ở đâu, thầy muốn đi xem. Dương Tử mi dẫn ông đến phòng ăn. Long trục thiên với tiểu thiên và những người khác đang ăn uống còn con rắn nhỏ nằm trước một cái đĩa ăn đồ ăn một cách nho nhã cái điệu bộ và hành động chẳng khác nào liên nghi quan phòng nhìn thấy con rắn kích động đến mức toàn thân run cầm cập miệng thì thào nói rắn vàng không sai chính là rắn vàng ngày đó chính là rắn vàng đã dẫn bọn thầy ra khỏi cổ mộ nghe ông nói vậy dương tử mi nhớ đến những lời của sư phụ từng nói sư phụ nói Lúc đó ông có thể đi ra khỏi cổ mộ do bị lạc đường là nhờ một con rắn chỉ dẫn. Con rắn đó có phải là rắn vàng hay không? Ông không có hề nói. Sư phụ quan, có phải thầy nói đến cổ mộ ở Tây Châu không? Dương Tử My muốn xác định, quan phong gật đầu. Không sai, chính là cổ mộ đó. Con rắn ấy lúc đó đang canh gác 40 cổ quan tài. Không có để bọn thầy đến gần nhưng mà lại dẫn đường cho bọn thầy đi ra rắn vàng lớn, không phải con rắn nhỏ này hay sao? Không phải, nhưng đều là rắn vàng, hơn nữa trên đầu đều có chấm đỏ. Lúc trước, Dương Tử Mi không có nhìn kỹ con rắn, chỉ cảm thấy toàn thân của nó vàng ống, lấp lánh. Bây giờ nhìn kỹ, thấy đúng là trên trán của nó có chấm đỏ, giống như có thêm một con mắt vậy. Con rắn nhỏ này đã nhận Long Trục Thiên làm chủ nhân. Hơn nữa, khu mộ cổ đó cũng có mối quan hệ nhất định với lòng trục thiên xem ra mọi thứ không phải là ngẫu nhiên mà có mối quan hệ mật thiết như vậy sư phụ long truy nguyệt nghe thấy giọng quan phong kêu lên tiểu nguyệt mắt của con thế nào rồi quan phong đi tới cúi đầu nhìn đôi mắt long truy nguyệt xoa đầu của cô mấy ngày này ngoài nghiên cứu quyết thanh mắt thầy còn giúp điều trị mắt cho dương trạch nguyên bắt đầu có một chút hiệu quả rồi mắt ông ấy khỏi rồi thì mắt của con cũng sẽ nhanh khỏi thôi. Dạ, Long truy nguyệt gật đầu. Thực ra trong tiềm thức của mình, cô không có muốn chữa khỏi mắt, vì chỉ khi mù cô mới có thể ỷ lại vào anh trai để chăm sóc cho mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi thật là ngưỡng mộ Long truy nguyệt, ngưỡng mộ cô có sư phụ ở bên cạnh quan tâm. Dương Tử Mi kéo chiếc ghế nói với Hoàng Phong, Sư phụ Quang, mời ngồi xuống cùng ăn đi. Quang Phong ngồi bên cạnh Long Trục Thiên chăm chăm nhìn con rắn vàng đang ăn đồ ăn. Các con cứ ăn đi, thầy chỉ muốn xem con rắn nhỏ thôi. Con rắn nhỏ đột nhiên chớp chớp mắt. Mắt của ông hòa lên, dỗ vàng né tránh ánh mắt của nó. Ông muốn nhìn nó một lần nữa, nhưng mà nhìn thế nào cũng không có nhìn được rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng của màu vàng thôi. Chương 1464 Các con có nhìn rõ nó không? quan phong dụi mắt nhìn những vật khác rất là rõ ràng chỉ có điều khi mà nhìn con rắn rất là mơ hồ liền hỏi những người khác rất rõ mà dương tử my trả lời sư phụ quan có chuyện gì sao Quang phong cực kỳ bực bội nó vừa nhìn thầy một cái thì thầy bỗng nhiên không có còn nhìn rõ nó nữa con rắn nhỏ lại chớp chớp mắt một tia sáng xẹt qua mắt của quan phong ông nhìn nó một lần nữa lần này lại thấy vô cùng rõ ràng. Xem ra bản thân con rắn vàng có ảo thuộc sao? Để bảo vệ đôi mắt của mình, ông không có dám nhìn nó thêm nữa mà di chuyển ánh mắt tới Long Trục Thiên. Hoàng Phong phát hiện trên cổ của anh trống không bèn hỏi Trục Thiên, thẻ bài gỗ đạo của con đâu? Long Trục Thiên sợ cổ. Mất rồi. Hoàng Phong vừa lo lắng vừa quán trách. Đúng là sao lại có thể làm mất chứ? nó là chìa khóa để sau này tụi con mở cửa cổ mộ dương tử mi kinh ngạc khi mà nghe ông nói vậy cô chưa từng nói với quan phong chuyện liên quan đến thẻ bài gỗ đào cũng chưa từng nói lúc những cuộc gặp gỡ kỳ lạ lúc trước ở cổ mộ tại sao quan phong lại biết thẻ bài gỗ đào có thể mở được cổ mộ dương tử mi làm bộ mù tịch bèn hỏi sư phụ quan thầy có ý gì Quang Phong nhìn Dương Tử Mi đang trợn tròn con mắt. Tiểu Mi rõ ràng con biết mà con hỏi thầy sao? Các con không thể tới cổ mộ Tây Châu nếu như không có thu thập đủ 14 miếng thẻ bài gỗ đào. Bây giờ con có bao nhiêu miếng rồi? Dương Tử Mi cười khổ. Miếng của Long Trục Thiên mất rồi. Miếng lấy được từ nhạc thôn cũng đã biến mất. Bây giờ chỉ biết tung tích chắc chắn của 7 miếng. 7 miếng còn lại không biết ở đâu thầy ở đây cũng có một miếng quan phong lấy ra một miếng thẻ bài gỗ đào đưa cho cô lừa lấy được từ tay của hội trưởng đồ cổ sa quan lương đó mắt dương tử my sáng lên nhận lấy thẻ bài gỗ đào quả nhiên chính là miếng thẻ của sa quan lương thầy lừa thế nào được vậy dương tử my nhớ lại tình huống lúc đó sa quan lương có chết cũng không có chịu nhường thẻ bài gỗ đào cho cô cô còn định chuẩn bị đi trộm lấy Ông ta là đệ tử trên danh nghĩa của thầy. Thứ mà sư phụ như thầy muốn, á, ông ấy không thể không đưa chứ. Hoàng Phong nhìn cô nói, hiện tại thầy cũng cử không ít người tiến hành tìm kiếm trong phạm vi toàn quốc. Hy vọng có thể giúp các con nhanh chóng tìm được thẻ bài gỗ đào. Những cái miếng khác không tìm được thì thôi, nhưng mà nhất định phải tìm được cái miếng trên người con. Đó là miếng chủ chốt. Dương Tử Mi nhìn cổ rồng trục thiên cô cũng muốn nhanh chóng tìm ra thẻ bài gỗ đào đó, không có nó, trong lòng cô cảm thấy bất an. Thẻ bài gỗ đào đeo trên cổ cô dường như cũng bị mất đi linh khí, biến thành một miếng gỗ đào bình thường. Do đó, cô nghi ngờ cái miếng thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên đã xảy ra cái chuyện gì đó bất thường. Lỡ đâu bị quỷ rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ những miếng gỗ còn lại không có tác dụng nữa. Long trục thiên cúi đầu suy tư. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cái miếng thẻ bài gỗ đào là khi anh bị một trăm tay súng của Ray bắn tỉa, bị trúng 10 phát đạn. Lúc đó thẻ bài gỗ đào phát ra ánh sáng đỏ khiến cho vết thương của anh nhanh chóng lành lặn, bổ sung đủ lượng máu hồi phục. Sau đó anh dường như quên luôn sự tồn tại của nó. Teresa luôn muốn anh tặng cái thẻ bài đó cho cô cho nên vừa đắm vừa xoa nhưng mà cuối cùng bị anh quả quyết từ chối. Em biết rồi, khẳng định cái miếng thẻ bài đó do con nhỏ kia tặng anh, cho nên anh không có muốn để em đụng vào. Lúc đó, Teresa nói một câu đầy tức giận, sẽ có một ngày em sẽ khiến nó ở trong tay của em. Hứ. Lúc ấy, anh không hề để tâm đến câu nói đó. Chỉ dựa vào năng lực của Teresa thì không có thể lấy được bất kỳ vật gì trên người của anh chứ chương 1465. Trục Thiên, anh đã nghĩ ra mất ở đâu chưa? Dương Tự Mì nhìn thấy anh cao mày, ánh mắt trở nên trầm lặng, liền vội vàng hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu. Tạm thời không có nghĩ ra. Dương Tự Mì gật đầu, có một chút thất vọng. Lúc này điện thoại của cô reo lên là người nhà họ Tăng đang gọi đến. Cô cũng đã không có liên lạc với ông Cố rất nhiều ngày rồi dương tử mi nhận điện thoại đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của tăng chấn long nữ nữ à ngày mai là ngày mừng thọ của ông con đến đây đi tốt nhất mang cả tử lương đến đây nha dương tử mi nói tử lương ngày mai phải đi dân nam chấp hành nhiệm vụ rồi một mình con tới thôi ờ vậy cũng được tăng chấn long hỏi thêm một câu con có biết ông nội ruột của con là ai không dương tử mi lo lắng ông ấy sẽ xin chuyện với nhà họ Dung, bèn nói. Ông cố, bất luận ông nội ruột của con là ai, cũng không thể là người nhà họ tưởng. Con và tưởng tử lương chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết, chứ không phải như ông tưởng tượng đâu. Sau này ông đừng có suy đoán lung tung nữa. Tăng chấn lòng tự mình cho là như vậy đi. Ông biết lúc trước con đã nói rồi, nói tưởng tử lương là đồ đệ của con, đó cũng là mối quan hệ rất tốt mà dương tử my không hề giải thích ông cố còn chuyện gì nữa không con đang ăn cơm ngày mai sẽ đến sớm mừng thọ với ông tăng chấn lòng thấy cô mất kiên nhẫn cho nên đành phải cúp điện thoại được 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 con ăn cơm đi ông cố sẽ đợi con sau khi mà tắt điện thoại dương tử my lập tức nghĩ đến chị họ tăng tư tuệ những ngày này mọi người đi sớm về muộn rất ít gặp mặt cô cũng không biết lúc này chị họ thích làm gì. Dù có thế nào, tiệc mừng thọ ngày mai của ông cố, cô cũng phải kéo chị ấy đi cùng để tránh đi một mình buồn bực. Cô mới gọi điện cho Tăng Thư Tuệ, rất lâu sau mới gọi được. Đầu dây bên kia, giọng nam vô cùng trầm ấm dễ nghe. Xin chào, là tiểu thư Dương Tiểu My có phải không? Tư Tuệ uống sai rồi, đang ngủ. Trong lòng của Dương Tiểu My trùng xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng cát liên thành sao? Đúng, Dương Tiểu Thư, trí nhớ của cô thật tốt, vẫn còn nhớ được giọng của tôi, lâu quá rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Các liên thành cười lớn, giọng điệu có phần lỗ mãn. Dương Tử Mi cao mài, cảm thấy đáng ghét. Chị họ của tôi đang ở đâu? Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, đương nhiên ở bên cạnh tôi rồi. Các liên thành lại cười lớn, đang ngủ ngon lắm đấy. Dương Tử Mi cảnh cáo. Các liên thành, chị họ tôi mới 17 tuổi, nếu mà anh dám động tay động chân với chị ấy, tôi lập tức sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt. Dương Tiểu Thư, cô nói sai rồi, người cô cần cảnh cáo là cô ấy, là cô ấy muốn động tay động chân với tôi. Lúc này còn ôm tôi không rời, nói là muốn làm người phụ nữ cả đời này của tôi đó. Các liên thành cười lớn, hai chị em nhà cô đúng là khác nhau, một người thì nồng nhiệt như là lửa vậy, một người lạnh lùng như băng. Đừng có biến tình cảm của chị tôi thành cái món đồ chơi để đùa giỡn. Dương Tử My tức giận. Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi cần đưa chị ấy quay về. Làm sao mà tôi dám làm phiền Dương Tiểu Thư? Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về trước mặt cô nguyên vẹn, không sức mẻ gì. Tôi chỉ có hứng thú với cô thôi, còn với cô ấy một chút hứng thú cũng không có các liên thành tiếp tục cười lớn, dương tử mi càng thêm căm ghét. kiếp trước cô quỳ trước cửa tiệm nhà người ta coi hắn trên tivi cũng gọi là có một chút mê muội, cảm thấy hắn khá là dịu dàng, lại si tình đẹp trai. chương 1466 bây giờ cô mới phát hiện ra tất cả chỉ là do kỹ năng diễn của hắn thôi, bên dưới lớp kỹ thuật diễn cao siêu đó còn cất giấu một trái tim méo mó, đáng ghét. Dương Tử Mì đáp lạnh lùng, lập tức đưa chị ấy quay về. Các liên thành nói giọng đầy dễ thương, tuân lệnh Dương Đại Tiểu Thư. Khi mà hắn đang đóng một bộ phim dài tập, rất nhiều cô gái đã bị câu nói da dẻ đẹp trai nhìn có vẻ ngốc nghếch của hắn hấp dẫn. Thế nhưng giờ Dương Tử Mi nghe được câu nói đó ngoài cái việc thấy ghê tởm vẫn chỉ là một sự ghê tởm. Cô vừa tắt điện thoại, ông cậu ở Quảng Nguyên Tăng Thiên Hoa lại gọi tới. Nữ nữ à, ngày mai là ngày mừng thọ của ông cố, ông không có thời gian đi, con nhớ đi cùng Tăng Tư Tuệ, nhớ mua quà nha. Dân, ông, con đã chúc phúc thay cho ông mà. Tăng Thiên Hoa dặn dò, con nhà đầu Tăng Tuệ này, mấy ngày không có gọi điện thoại về nhà, mặc dù nó là chị họ của con, nhưng mà rất không hiểu chuyện. Còn nhớ, để ý kỹ nó một chút xíu. Đừng để nó suốt ngày chỉ biết theo đuổi minh tinh để tránh người khác lừa đó. Dương Tử My chột dạ. Dạ, đối với chị họ, cô chưa thật tâm để bụng, chỉ thỉnh thoảng quan tâm một chút thôi. Chị ấy bây giờ không có ở bên cạnh con, lúc nãy con gọi điện thoại cho chị ấy cũng không được. Chị ấy đi chơi rồi, lát nữa về đợi chị ấy quay lại, con sẽ báo gọi điện thoại cho ông, ông đừng có lo lắng nữa dương tử mi thật sự ngưỡng mộ tăng tuệ có một người ông nội quan tâm đến mình như vậy ông nội ruột của cô vừa mới gặp mặt đã đưa cho cô một tin tức tàn khốc kinh người khiến tim của cô như bị kim đâm đau nhói còn người ông nội trong nhà lần trước gọi điện cho cô một lần có điều là hỏi tiền thôi còn không hề hỏi thăm cô câu nào được rồi cảm ơn nữu nữu tăng thiên hoa tắt điện thoại Dương Tử Mi nghĩ đến các liên thành sắp đưa Tăng Tư Tuệ về tới nơi, bèn nói với mọi người một tiếng rồi ra cửa đứng đợi. Đợi một hồi, không có thấy các liên thành đưa Tăng Tuệ quay về. Cô đang định gọi điện thoại thì đã nhìn thấy một thanh niên cao to dạm dở, tóc vàng mắt xanh, trông cực kỳ khôi ngô tuấn tú đi tới. Đó chính là Ray. Nghĩ tới việc hắn suốt ngày bức hại khổ sở Long Trục Thiên khiến cho hai người ở bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Khiến Dương Tử My sinh ra lòng quán hận, mắt của cô thu hẹp lại. Hello, Dương Tiểu Thư xinh đẹp, có phải cô đang nên đón tôi tới không? Rầy dùng đôi mắt màu xanh thẳm lòng lành, lập lánh, mê hoặc chết người, nhưng mà không đền mạng của mình để mà nhìn cô, nở nụ cười tà mị. Dương Tử My quét mắt hắn một cái lạnh lùng, không lên tiếng. Rầy cười nham hiểm. Dương Tiểu Thư anh Long khỏe không? Tôi dù gì cũng là huynh đệ của anh ấy, đặc biệt đến xem anh ấy còn sống không, nhân tiện mang thuốc của thánh phụ đưa cho anh ấy, cô không có nên dùng thái độ như vậy, tiếp đãi tôi mới đúng chứ." Ánh mắt của Dương Tử My trùng xuống. Quả nhiên, cái ông gọi là thánh phụ ấy không thể có thiện cảm được. Chém đức tài của Long Trục Thiên thì thôi, lại còn dùng hắc ma pháp định kỳ để mà khống chế anh cũng may lúc đó cô đang nóng máu đưa giá cao mua lại cái viên ngôi sao qua hồng đen nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi rầy tiến sát cô tiếp tục nhìn cô bằng một cách nóng bỏng dương tiểu thư giờ có phải lúc nên mời tôi đi vào bên trong không dương tử mi lười nói nhiều lấy con dao trong nhẫn trữ vật ra đâm vào người của anh ta rầy nhanh chóng né được dương tử mi nhìn hắn lạnh lùng Nể mặt của trục thiên, tôi không muốn đối phó với anh. Tuy nhiên, mong anh lần sau tránh xa chúng tôi ra. Về với thế giới của anh đi, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Chương 1467 Có cả tỉnh, rất có cả tỉnh. Ray vỗ tài, thảo nào lòng si mê cô đến vậy, chứ không có thích Teresa dễ thương xinh đẹp của tôi. Nghe thấy cái tên Teresa khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ khó chịu dù long trục thiên có nhấn mạnh đến đâu việc chỉ coi teresa là em gái thì trong lòng của cô cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn với con người đó không có muốn gặp cũng không muốn nghe thấy lúc này chiếc xe may bách màu trắng của các liên thành từ từ chạy tới hắn còn đang định nhân cơ hội đưa tăng tuệ quay về để mà tiếp cận dương tử mi chinh phục trái tim của cô tăng tư tuệ nói với hắn bọn họ hiện đang sống trong nhà của họ tưởng vì dương tử mi là sư phụ của tưởng tử lương loại quan hệ như vậy khiến các liên thành thấy là cực kỳ hứng thú nếu có thể theo đuổi được dương tử mi thì cũng đồng nghĩa với việc thân quen với nhà họ tưởng rồi ai còn dám khinh thường minh tinh như hắn nữa ai ngờ vừa mới tới nơi hắn đã phát hiện một sói ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng trước mặt cô anh nhìn kỹ một chút nhận ra người đàn ông ngoại quốc chính là nhân vật truyền kỳ đang làm mưa làm gió, xuất hiện trên các trang tạp chí của Mỹ, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam thế giới, Ray Tiên Sinh. Cái tên Ray hình như đang cố ý tiếp cận Dương Tử Mi, còn cô thì vẫn mặt lạnh như băng. Chẳng lẽ đến ngay cả Mỹ Nam Ray tiến tâm lừng lẫy cũng không ngại ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ đến đây theo đuổi cô? Rốt cuộc, cô có sức hấp dẫn gì? và bối cảnh phía sau lớn cỡ nào chứ? Các liên thành nhìn Dương Tử My và Ray, nhìn mình trong gương. Hắn tự cho mình là đẹp, nhưng cũng không dám thể hiện điều đó trước mặt của Ray. Bất luận là nam hay là nữ, cũng đều phải công nhận vẻ đẹp của Ray. Thôi, bỏ đi, đến Ray nhà người ta còn phải chịu đựng khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Bản thân như thế này càng không cần phải nói đến. Chi bằng... Hắn cúi đầu nhìn con mèo bé nhỏ tăng tư tuệ đang cuộn tròn ngủ phía sau. Cảm thấy bắt được cô ấy cũng không tồi, dù sao cũng là chị họ của Dương Tử My. Nghĩ thông cái chuyện đó, hắn liền thay đổi bộ mặt. Hắn đổ xe chậm chậm trước mặt của Dương Tử My, sau đó nhẹ nhàng bế tăng tư tuệ vẫn còn đang ngủ sai do sai rượu ra khỏi xe. Dương Tiểu Thư, thật xin lỗi là do tôi không tốt, khiến tư tuệ đã bị sai rồi nói xong hắn mới nhìn tăng tư tuệ với vẻ mặt yêu thương đưa tay chính là vuốt mái tóc đang rối tung của cô con mèo tham ăn này vừa nghe thấy rượu vang số lượng có hạn uống không ngớt giờ say thế này ngày mai không có thể đi dạo phố cùng anh rồi cái giọng điệu và thái độ của hắn lúc này hoàn toàn ra dáng là một người bạn trai dịu dàng biết quan tâm quả không hổ danh diễn viên có kỹ năng Dương Tử Mi nói thầm trong lòng. Giao chị họ cho tôi, anh có thể đi được rồi. Dương Tử Mi đưa tay định đỡ Tăng Tư Tuệ từ trong lòng của hắn thì bị hắn né tránh. Dương Tiểu Thư, mặc dù Tăng Tư Tuệ không có nặng nhưng mà gần 50 kg, một cô gái bé nhỏ xinh xắn như cô làm sao có đủ sức lực. Huống hồ, Tăng Tư Tuệ là bạn gái của tôi, tôi đưa cô ấy vào bên trong cũng là điều đương nhiên thôi nhà họ tưởng là thế gia số một qua hạ. Nội phủ nhà họ tưởng có cả trăm năm lịch sử. Theo như bên ngoài đồn đại, thì nơi đây phong thủy cực tốt, tòa nhà được bài trí xa hoa tráng lệ. Hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến được vào bên trong xem xem, sau đó có thể nói lại cho người khác. Nếu người ngoài biết hắn có mối quan hệ với tưởng tử lương, đã từng vào căn nhà của họ tưởng thần bí, nhất định địa vị của hắn sẽ lên cao hơn rất nhiều họ không có còn dám khoa chân múa tài trước mặt của hắn nữa. Bởi vậy, lần này nhất định hắn phải mượn tăng tư tuệ để đi vào bên trong. Chương 1468 Dương Tử Mi nhìn đã biết ngay tâm tư nhỏ của hắn rồi. Cô di chuyển, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy tăng tư tuệ vào lòng, mà các liên thành còn chưa có kịp phản ứng các liên thành nhìn cô nhẹ nhàng ôm lấy một người còn cao và nặng hơn mình như là tăng tư tuệ vào lòng. Kinh ngạc rồi dội dàng nói Dương Tiểu Thư, việc nặng nhọc này cứ để cho tôi để tránh làm hại đến thân thể cao quý của cô. Cảm ơn, tôi không có cao quý, chỉ gái tôi để tôi lo được rồi, không tiễn. Dương Tử Mi nói xong, xoay người, định đi vào bên trong, đã bị rây ngăn lại. Đôi mắt dài với cái nhìn đào hoa long lanh chớp chớp nhìn cô. Thật sự không mời tôi vào nhà sao? Xin mệnh người đàn ông của tôi cũng do tôi phụ trách. Mời đi, tôi cũng không phải là chủ nhân ở đây, không có tiện mời khách vào bên trong. Dương Tử mi ôm lấy tăng tư tuệ, thi triển thuật tàn hình. Chớp một cái, lẫn trốn ánh mắt của Ray, đi vào trong, sau đó đóng cửa lại. Căn nhà của tưởng gia, nhìn bề ngoài là một ngôi nhà phòng bị buông thả, nới lỏng nhưng trên thực tế được trang bị hệ thống phòng bị kỹ thuật cực cao, toàn bộ là quân dụng tiên tiến nhất. Ngoài ra, bốn phía xung quanh đã được bài trí kỳ môn trận pháp. Người không hiểu mà cố tình đột nhập vào sẽ đồng nghĩa với việc bị rơi vào trong không gian dị tứ nguyên, căn bản không có thể thoát ra được. Kỳ môn trận pháp này chính là do sư phụ Ngọc Thành lúc trước bài trí, gần đây được Dương Tử Mi gia công cải tạo có thể xem như không có thể phá nổi. Trừ khi người có pháp lực ngang bằng với cô, nếu không một khi mà bước vào đều bị bó tài chịu trói. Dương tử mì đoán rầy cũng không có dám tùy tiện xông vào. Nếu thật sự hắn muốn xông vào phải xem kết cục của hắn rồi. Dương tiểu thư, Dương tiểu thư, các liên thành đập cửa cảm thấy không cam tâm. Rầy tiên sinh, tên nhóc đó ồn ào quá, làm phiền anh dứt ra ngoài giúp. Dương Tử Mi ở trong nói giọng ra. Cô vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng thét thê thảm ở bên ngoài. Theo như thính lực của mình, cô dự đoán các liên thành đã bị Ray ném cách xa ít nhất 20 mét. Còn sống hay là chết, cô không quan tâm. Ray ở bên ngoài nói, Dương Tiểu Thư, tôi đã giúp cô như vậy rồi, cô để tôi vào trong cũng là điều đương nhiên mà. Ray tiên sinh Tôi đã nói rồi tôi không phải là chủ nhân ở đây, không có tư cách mời anh vào. Nên mời anh quay trở về nơi anh cần về. Tôi và Trục Thiên không tranh đấu gì với anh đâu. Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của mình thôi. Cảm ơn anh. Nói xong, cô ôm Tăng Tư Tuệ đi thẳng vào chỗ phía sau sân. Nhưng rất nhanh sau đó, ngoài tường truyền vào âm thanh in ỏi của tiếng còi báo động, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, được lắp đặt bí mật không ngừng lóe lên xem ra ray đã ẩn thân tiến vào dương tử mi đặt tăng tư tuệ lên giường nói với long trục thiên trục thiên là ray anh xem xử trí thế nào long trục thiên nhíu mày ray dương tử mi gật đầu long trục thiên nhanh chóng bước ra đi cùng dương tử mi chỉ thấy ray bất luận lúc nào cũng giữ vững phong độ đẹp trai lừng lững trước gió giờ đây quần áo toàn thân đã rách nát giống như là một con khỉ nhảy tới nhảy lùi, tránh bên này nhảy bên kia, bị người ta bao dây rượt đuổi. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không có thể nhận ra hắn đã bị mấy tia tử ngoại bắn trúng. Dương Tử Mi hỏi Lâm Trục Thiên, giết hắn hay là cứu hắn? Ánh mắt của Lâm Trục Thiên trùng xuống. Cứu đi. Chương 1469 Dương Tử Mi sớm dự đoán được kết quả này cho nên tắt tia tử ngoại đi sau đó cô mới tiến vào trong trận pháp để ném tên rây ra ngoài. Sau khi bị cô đá cho một phát, rây lăn lóc rồi quỳ rạp trên đất, cả người rung lên như một con chó nhỏ. Đến khi gã ta thấy người đứng trước mặt của mình là Long Trục Thiên, khẽ cắn đôi môi một cái, sau đó lập tức đứng dậy, dỗ dàng chỉnh đốn lại cái bộ dạng nhếch nhác của mình, để cho bản thân trở lại dáng vẻ đạo mạo ngày xưa. Long Trục Thiên nói với giọng điệu lạnh băng, Rầy, Lẽ ra hành động tự ý xông vào nhà của dân này không phải là việc mà anh nên làm. Huống hồ, đây lại là nhà riêng của phủ nguyên thủ. Anh làm thế khác nào gây ra mâu thuẫn giữa hai nước, gây rắc rối cho thánh phủ đâu. Anh nói cũng khoa trường quá rồi đó. Chẳng qua tôi chỉ muốn xem mấy năm nay người anh em của mình sống thế nào thôi. Nhưng mà anh không chịu gặp tôi, cho nên mới đành phải trèo tường để tìm lại cố nhân, ai ngờ lại gặp phải cái bức tường quái quỷ này chứ. Ray vẫn còn cảm thấy sợ hãi, gã khẽ nhìn về bức tường kia một cái, nhưng mà lại phát hiện giờ nó chỉ là một bức tường bình thường. Nếu đây chỉ là mấy tia hồng ngoại bảo vệ bình thường, gã ta căn bản sẽ chẳng thèm để vào trong mắt. Phải biết là đến cả nơi tập trung nhiều loại bảo vệ công nghệ cao như là Cục An toàn Quốc gia Mỹ cũng đã bị gã ghé thăm thường xuyên như là nhà của mình vậy nhưng mà điều khiến cho gã ta khiếp sợ dường như bức tường này mang cả một sức mạnh kỳ quái đang trói buộc gã khiến cho gã cảm giác như đã bước vào một thế giới ảo vậy có cố thế nào cũng không có thể thoát ra thậm chí như kiểu gã còn thấy có dù số yêu ma quỷ quái đang bấu chặt vào người của gã không cho gã thoát vậy gã ta cũng biết từ xa xưa qua hạ đã có những kỳ môn pháp trận cổ quái thế này nhưng không ngờ nó quỷ dị đến mức đó xin lỗi nhưng mà kể từ khi anh giết chết hoàng tôi đã không còn coi anh là anh em nữa long trục thiên đáp lại gã giam thanh lạnh thanh tôi đã rời khỏi tổ chức cho nên không còn uy hiếp gì đấu danh nữa rồi chúng ta không cần phải gặp nhau đâu ray nghe anh nói thế lập tức cười to vài tiếng long anh thật sự cam tâm là một kẻ tầm thường và ở bên cạnh một phụ nữ suốt đời sao? Rong trục thiên lập tức trả lời, đối với tôi, cô ấy chính là cả thế giới. Dương Tử My nghe anh nói vậy, cảm động vô cùng. Ánh mắt của cô nhìn anh, ngày càng trở nên tràn chứa tình cảm. Nếu có câu đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thì phụ nữ chính là động vật yêu bằng tay. Cho nên mới nghe rất dễ cảm động bởi những cái lời đường mặt. Cũng vì điều này, có rất nhiều cô gái tốt lại hay gặp phải mấy cái thằng cặn bã khốn nạn. Bởi vì những tên sở khanh thường có kinh nghiệm tình trường dày dặt, nên mới dùng những cái lời ông bướm ngon ngọt để mà dụ dỗ phụ nữ vào chồng. Cả thế giới sao? Ray nghe anh nói thế, liền mở miệng cười nhạo. Được lắm, thế thì tôi sẽ cướp mất cả thế giới của anh. Nghe vậy, vẻ mặt của Long Trục Thiên lập tức trầm xuống, anh duỗi tay nắm chặt lấy tay của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có thể cảm nhận được sự lo lắng hoảng hốt của Long Trục Thiên thông qua hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Vậy cho nên cô lập tức nhìn anh, nói với vẻ kiên định: "Em là của anh." Long Trục Thiên nghe được câu trả lời này của cô, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, càng nắm chặt tay cô hơn. Anh cười với cô một cái, quay sang nhìn Ray nếu cướp được thì đã không phải là thế giới của tôi. Thấy vậy, vẻ mặt tự tin của Ray cũng hơi hơi thay đổi. Tình cảm chân thành của hai người bọn họ khiến cho lòng gã sinh ra cảm giác đố kỵ ghen ghét. Vậy nên, gã lại càng ghét Long Trục Thiên hơn. Trước kia, gã là người được thánh phụ yêu quý nhất. Trong mắt mọi người, gã là con của trời. Nên Teresa lúc nào cũng lẻo đẻo phía sau gã cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà kể từ khi gương mặt u ám lạnh lùng kia của Long Trục Thiên xuất hiện trước mắt của Thánh Phụ và Teresa thì địa vị của gã đã bị lung lay. Kể từ đó, Thánh Phụ đã không còn đào tạo gã để trở thành người thừa kế nữa. Còn Teresa cũng chẳng hề để ý đến gã mà cứ lẻo đẻo đi theo Long Trục Thiên một lòng hướng về anh ta. Và còn cả mấy cái tên cấp dưới quỳ là chết vì y không bao giờ chịu phản bội giờ y còn sở hữu một tình yêu khiến cho người khác ghen tị nữa chứ. Chương 1470 Long, anh đã bị thánh phụ hạ mà chú, nên anh có cả thế giới thì cũng như không thôi, chẳng làm gì được cho đời đâu. Nói rồi, Ray cười to một tiếng sung sướng trên nỗi đau của người khác. Dương Tử Mi thấy gã cười hớn hở, ghét không chịu được. Cô khẽ giơ ngón tay lên, bắn ra một đồng tiền cổ vào đúng quyệt cười của Ray. Dương Tử Mi biết, tuy là những loại khí âm sát bình thường không có thể làm gì cái tên tu luyện ma pháp như Ray, nhưng mà ngoại vật thì có thể, đặc biệt là mấy cái loại tiền cổ quá sát thế này. Ray bị điểm trúng quyệt cười cho nên cứ thế cười như cái thằng dở hơi. Lúc đầu gã còn tưởng là cười tự nhiên, nhưng mà về sau mới phát hiện mình không có thể ngừng cười được nữa rầy cứ thế cười như điên dại cười chảy cả nước mắt đau cả bụng cả người rung đùng đùng mà vẫn không ngừng được gã ta cố gắng bịt chặt miệng của mình lại để kiềm chế bản thân nhưng mà gã cố thế nào cũng vô ích gã ta cứ thế mà liên tục như trúng tà từ trước đến nay gã chưa bao giờ nghĩ đến việc cười mà cũng đau khổ thế này thấy rầy như thế đương nhiên long trục thiên cũng biết đó là do dương tử mi làm cho nên cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn một cách lạnh lùng. Lúc này, Ray quay qua gian nài Long Trục Thiên, vẻ mặt của gã đau đớn khôn cùng. Dừng, dừng lại, dừng lại cho tôi, dừng lại đi, hết chịu nổi rồi. Muốn dừng thì cũng được, nhưng mà từ nay về sau, anh không được xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ cho anh cười đến tắt thở mới thôi. Dương Tử mì lên tiếng, cô biết mình không có để cho Ray chết được. Nếu gã ta chết thì cái tên thánh phụ kia không có người thừa kế và rồi sẽ tìm đến Long Trục Thiên. Cô thật sự không có muốn rời xa Long Trục Thiên nữa. Với cả Long Trục Thiên cũng không hề muốn trở về cái tổ chức kia. Không thì anh đã không hy sinh cánh tay của mình và chịu trúng ma chú để đổi lấy tự do. Được, được rồi, được mà. Rầy vừa nói vừa cười như điên đến đau cả bụng. Lúc này Dương Tử Mi mới chịu ra tay giải quyết cho gã. Cuối cùng, Ray cũng đã ngừng cười, gã ta rủ rượi tựa vào cái cây bên cạnh. Ray lấy tay lau cái vệt máu dính bên khóe miệng. Gã ta nhìn chầm chầm Dương Tử Mi bằng ánh mắt đỏ ngầu, sau đó mới hỏi: "Sốt cuộc cô đã dùng tà pháp gì vậy?" "Tôi chẳng hiểu gì về ma pháp đâu, đây chỉ là thuật điểm quyệt của Hoa Hạ thôi." dương tử mì nói rồi cười một cái sau đó bắn một đồng tiền xu vào đúng quyệt động của anh ta ngay sau đó ray lập tức cảm giác toàn thân của mình đều trở nên cứng ngắc như bị trúng gió vậy gã ta hét lên một cách kinh hãi cô 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 lại làm cái gì tôi vậy thấy gã lắm mồm quá cho nên dương tử mì điểm luôn cả quyệt cầm quyệt ngứa quyệt đau của gã cho gã biết thế nào là sự thần kỳ của thuộc điểm quyệt qua hạ. Lúc này, Ray vừa sợ vừa thấy kinh hãi. Đến bây giờ, gã mới nhận ra cô gái hiền lành xinh đẹp như thiên thần thế này, quá ra lại là một mụ phù thủy độc ác dã man. Chẳng trách, Long Trục Thiên lại chịu từ bỏ mọi thứ để mà đến với cô ta. Sau khi để cho gã nếm đủ mùi vị, Dương Tử Mi giải quyệt vị cho gã, khẽ rít một câu, rầy thấy tay của Dương Tử Mi động đậy như kiểu sắp làm cái gì cho nên mới dỗ dàng bỏ chạy trốn chết như một con chó. Cả đời của gã chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này. Nên thấy cây cú kinh khủng. Do vậy dù đã trèo tận tường rồi mà vẫn cố rút súng ra tính bắn về phía Dương Tử Mi. Kỹ thuật bắn súng này của gã là do đích thân của vua bắn súng dạy dỗ mà gã còn có khiếu cho nên thắng cả ông ta trở thành tài bắn súng đệ nhất của thế giới. Cho nên gã rất tự tin khoảng này và chắc chắn trên đời này chẳng ai có thể tránh được đạn của gã bắn ra. Và Dương Tử Mi cũng không có ngoại lệ. Chương 1471 Từ trước đến nay, Dương Tử Mi chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn cho nên kinh nghiệm thua xa Long Trục Thiên. Cho nên lúc cô cảm nhận được sát ý đã định tránh đi nhưng mà lại bị Long Trục Thiên kéo sang một bên, ôm chặt vào lòng. Mà lúc này, hai viên đạn lao ra, dưới dần tóc chống mặt kia, ghim sâu vào người của Long Trục Thiên. Rầy thấy mình không có bắn trúng Dương Tử Mi lập tức bỏ của chạy lấy người. Còn Dương Tử Mi mãi lo cho Long Trục Thiên, cho nên chẳng thể đuổi theo gã được. Cũng may, tuy Long Trục Thiên bị thương, nhưng mà không trúng vào chỗ hiểm. Giờ Long Trục Thiên không còn đeo tấm thẻ bài gỗ đào, cho nên cô cũng không biết liệu anh còn có khả năng hồi phục như trước không cho nên chỉ biết dùng nội lực ép đạn ra cho anh vì dương tử mi muốn xem thử khi không có tấm thẻ bài gỗ đào trong người liệu long trục thiên có còn khả năng thần kỳ đó không cho nên không có trị thương giúp anh nữa để mặc kệ anh nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng chẳng thấy gì cho nên dương tử mi nghĩ chắc chắn là do có tấm thẻ bài gỗ đào kia vậy nên dương tử mi đành phải dẫn công trị thương cho long trục thiên phục hồi vết thương cho anh xem ra nếu không có tấm thẻ bài gỗ đào kia anh sẽ rất nguy hiểm đó trục thiên vì cái chuyện này dương tử mi rất lo lắng cô nói với long trục thiên dường như cái tấm thẻ đó đã biến anh thành siêu nhân bảo vệ bản thân của mình bây giờ không còn nó nữa sau này sẽ rất nguy hiểm để em bảo vệ anh đồ ngốc này Nghe cô nói vậy, Long Trục Thiên khẽ cười một cái, anh đưa tay ra, ôm chặt lấy Dương Tử Mi hôn chụp lên miệng của cô. Anh là đàn ông, mà lại bắt em đứng ra chịu nguy hiểm sao? Đáng mặt đàn ông sao? Vậy nên dù có chết, anh cũng phải nâng niu bảo vệ em. Giữa chúng ta, còn gì phải so sánh tính toán chứ? Anh đau, em cũng đau. Với lại, em còn có thể tự trị thương cho mình. Nên chắc bị trúng mấy cái viên đạn cũng không sao đâu chỉ cần không trúng mấy cái chỗ hiểm là được rồi nghe những lời này dương tử mi thật sự rất cảm động cho dù em có là siêu nhân anh cũng nhất định sẽ không để kẻ nào động vào em ấy thế mà cái tên ray kia dám bắn em sao long trục thiên nói lúc này ánh mắt bỗng trở nên đỏ rực như màu máu đây là lần đầu tiên dương tử mi thấy ánh mắt giết người này của anh cho nên cảm thấy có một chút xa lạ cô thậm chí không có dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đột nhiên, Dương Tử Mi nghĩ lại câu chuyện của Long Trục Thiên, chứng kiến cảnh nhà họ đã bị giết sạch mà ông cô đã kể lại. Lúc ấy, ánh mắt của anh cũng đỏ rực, hung tàn như một con giả thú. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi không có dám nghĩ tiếp nữa, cô mới vội vàng vuốt ve tai của anh để cho anh bình tĩnh lại. Một lúc sau, nhờ có cô, ánh mắt của Long Trục Thiên đã dần khôi phục lại màu đen, pha xanh như cũ. Trục Thiên, cái tên Ray kia, rất là đáng hận, nhưng mà nếu không phải có anh ta, chắc chắn thánh phụ sẽ bắt anh phải thừa kế ngô dị chứ, không có tha cho anh đâu. Dương Tử Mì nhìn anh nói, nếu anh còn có thể trở lại với thánh phụ và trở thành người thừa kế, thì em ủng hộ anh giết gã ta. Nhưng mà nếu anh không muốn á, thì hãy để cho ray đi đi dù sao gã ta cũng chẳng có làm gì được em vì trong cơ thể của em có quyết châu mà nghe cô nói thế rong trục thiên đưa tay ôm chặt lấy eo của cô rồi mới nói anh sẽ ở lại bên cạnh em dương tử mi nở nụ cười cô nói với giọng điệu đầy tự tin em biết là anh sẽ vậy mà nhưng mà anh đừng có hối hận nha em không có thể cho anh tiền tài địa vị như người khác mà chỉ có thể ở cạnh anh cả đời được thôi. Nữ nữ ngốc, nếu không có ở cạnh em thì người hối hận phải là anh mới đúng chứ. Chương 1472 Long trục thiên nói với giọng điệu vừa yêu thương vừa giả bộ trách mắng. Nghe thấy anh gọi mình là nữ nữ, Dương Tử Mi cảm giác trái tim nhộn nhạo, đôi gò má khẽ ửng hồng. Chút nhạc đệm do Louis mang đến ngay lập tức đã biến mất như mây khói cô dựa định vòng tay ôm eo quanh thân mật danh một chút đột nhiên có một cái lưỡi rắn dài dương ra khỏi túi quần quanh dương tử mi thấy con rắn này đột ngột chui ra sợ đến mức hét ầm lên nhảy sang bên cạnh tuyết hồ tiểu thiên sara cô liên nghi quang phong long tri nguyệt từ khắp các nơi đồng thời giọt lại giày xung quanh họ tiểu thiên hỏi với vẻ vô cùng lo lắng chị xảy ra cái chuyện gì vậy? chỉ là một tiếng hét sợ hãi của mình khiến cho nhiều người phản ứng như vậy dương tử mi hơi xấu hổ cô mới lắc đầu nói không không có gì chỉ là bị con rắn vàng kia dọa chút thôi nghe vậy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào trong túi quần của long trục thiên chỉ thấy con rắn nhỏ màu vàng đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia đang phun cái đầu lưỡi về phía mọi người một cách giả hoạt ánh mắt nhỏ như là kẻ hở lộ ra vẻ ngây thơ như cười như không Dương Tử Mi trợn mắt nhìn nó một cái, thấy vậy nó đột nhiên lè lưỡi về phía cô. Trong một tích tắc, cái đầu lưỡi kia có thể dương dài ra vài mét, nhanh chóng chạm vào mặt của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi sợ đến mức lộn ngược lại phía sau, né tránh đầu lưỡi ba tẻ buồn nôn kia của nó. Cho dù màu của nó là màu vàng, trông không hề có vẻ tà ác, nhưng mà Dương Tử Mi vốn bài xích rắn, không thể thích nổi rồi sau đó con rắn màu vàng kia chuyển đầu lưỡi về phía tiểu thiên tiểu thiên không hề sợ hãi cậu dương bàn tay nhỏ bé ra phẩy phẩy cái đầu lưỡi dài của nó cảm giác rất là thú vị liên nghi thấy thế bắt đầu gia nhập vào trận doanh rất nhanh một cậu bé một con hồ ly một con rắn vàng tụ lại chơi với nhau đám người dương tử mi thấy vậy lắc đầu thấy không có việc gì nữa tự tản ra tiểu kim xà vẫn đang chơi đùa với Tiểu Thiên và Liên Nghi. Nhân cơ hội này, Dương Tử Mi tiến lên ôm lấy dòng eo của Long Trục Thiên, nói với giọng điệu ấm ức. Sau này, lúc nào anh cũng phải mang con rắn kia bên người, đúng là phiền phức. Cô sợ sau này, nếu muốn thân mật với Long Trục Thiên, ví dụ như khi hôn, đột nhiên con rắn nhỏ màu vàng nghịch ngợm kia, dương cái đầu lưỡi của nó đến, thì thì chết luôn. á Nếu vậy, chẳng còn hứng thú cái gì nữa nếu lòng trục thiên cũng có một cái nhẫn trữ vật thì có thể cất tiểu kim xà đi thì tốt rồi đang lúc suy tư đột nhiên mặt mày của Hoàng phong đầy vẻ kích động xong đến trục thiên tiểu mi có tin tức tốt đây tin tốt gì dương tử mi nhìn dáng vẻ kích động qua máy một cách nghi hoặc hoàng phong quan sát long trục thiên từ trên xuống dưới rồi mới nói tiểu kim xà kia của cậu đâu dương tử mi triêu ghẹo đang ở bên kia chơi với Tiểu Thiên và Liên Nghi. Sư phụ quan người không sợ Tiểu Kim Xà làm mù mắt sao? Kể cái chuyện đó đi, ta chỉ muốn nói cho Long Trục Thiên biết, cậu có thể ký kết khế ước với Tiểu Kim Xà, khiến cho nó trực tiếp phụ thể vào trong cơ thể của cậu, khi nào cậu gọi thì nó mới ra. Hoàng Phong nói với vẻ hưng phấn, hơn nữa ta cũng đã tìm được cách khế ước rồi. Nghe vậy, Dương Tử Mi không khỏi nhớ đến khế ước lấy máu của mình và Sadako. Bởi vì cái khế ước lấy máu, cho dù có bao nhiêu nghi kỵ với Sadako, cô cũng đều không có thể cùng chung sống chết với cô ta. Gặp sinh mệnh của mình và sinh mệnh của một người khác vào nhau là một chuyện cực kỳ không có tự do. Vì thế, cô cực kỳ phản cảm với khế ước, không hề muốn Long Trục Thiên làm khế ước với Tiểu Kim chút nào lỡ như quan phòng tính sai khế ước khiến cho long trục thiên trở nên giống như rắn thì thật sự là hỏng bét luôn thế là cô trực tiếp lắc đầu nói sư phụ quan chuyện này không cần thiết người vẫn nên đi bận chuyện quyết thanh của mình đi quan phòng nói với giọng điệu dội dàng tiểu mi khế ước với linh vật như là tiểu kim xà có rất nhiều ưu thế con đừng có phản đối dỗi chương 1473 nghìn Chuyện gì cũng có hai mặt của nó mà sư phụ quan. Ví dụ như quyết ước giữa con và Sadako, nhìn có vẻ là nhiều chỗ lợi đấy. Nhưng mà trên thực tế, đó cũng là một gánh nặng, hơn nữa không có thể quỷ bỏ được. Dương Tử My phản biện lại lời nói của ông. Khế ước giữa vật nuôi với Sadako hoàn toàn khác nhau. Quang Phong giải thích, nó không phải là xác sống, con người sẽ không có thể khống chế nó đâu. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu, nó đã nhận Long Trục Thiên là chủ nhân của mình rồi. Vậy nên, chỉ có cậu ta mới có thể khống chế nó thôi. Nếu Long Trục Thiên ký khế ước với nó, thì có thể hấp thu linh tính của nó. Đã vậy, còn tâm linh tương thông với nó. Cần lúc nào gọi lúc đó. Tiểu mi à, chỉ cần con rắn vàng đạt đến một trình độ nhất định là sẽ biến thành rồng. Còn cứ thử nghĩ xem, nếu cậu ấy có được linh lực của rồng, thì biết bao nhiêu người sẽ ngưỡng mộ ghen tị đấy. Lời giải thích của ông thật là hấp dẫn, nhưng mà Dương Tử Mì vẫn tôn trọng ý kiến của Long Trục Thiên, vì vậy cô nhìn anh hỏi, anh nghĩ thế nào Trục Thiên? Anh muốn ký khế ước với Tiểu Kiên Long Trục Thiên gật đầu rồi nói, ngay từ lúc nhìn thấy nó, anh đã cảm thấy giữa nó và anh có một mối liên kết nào đó, nếu bảo anh ký khế ước sinh tử với nó, anh cũng đồng ý thật ra anh rất giống Dương Tử Mi. Thường thì chỉ dựa vào cảm giác để mà đánh giá một sự việc. Nếu như bên cạnh đó còn tồn tại một mặt cực đoan thì sao? Dương Tử Mi nghe anh nói vậy liền nhắc nhở. Nhưng mà Long Trục Thiên cười rồi mới nói. Vậy cứ mặc kệ thôi, cứ như việc em yêu anh vậy. Vì anh mà em phải chịu bao nhiêu là khó khăn gian khổ, nhưng mà em vẫn yêu anh thôi. Dương Tử Mi nghĩ lại cũng thấy đúng. Trên đời này chẳng có gì là tốt trăm phần trăm cả. Nếu muốn hạnh phúc thì bắt buộc phải trải qua quá trình tôi luyện khó khăn gian khổ. Nếu không sẽ mãi chỉ là trăng trong nước xa vời khó giới. Vậy nên Dương Tử Mi không có cản anh nữa mà chạy đi hỏi quan Phong xem cách lập khế ước thế nào. Quá trình tạo khế ước này cũng khá giống với khế ước lần trước cô đã ký với Sadako đầu tiên là phải truyền máu của long trục thiên vào người của con rắn vàng mà phương thức truyền máu này hơi ghê khiến cho người ta nổi hết cả da gà trong đó long trục thiên bắt buộc phải để cho con rắn đó cắn một cái rồi hút máu của anh ta vậy nên phải cần có sự hợp tác của anh với con rắn vàng đó mới có khế ước hoàn thành trọn vẹn được sư phụ con rắn đó có đọc không Dương Tử Mi chỉ sợ nếu khế ước thất bại khiến cho Long Trục Thiên trúng độc mà chết. Thế thì có mà quy to. Chuyện này... Về cái điều này, Hoàng Phong cũng không dám khẳng định. Hay là để ta kiểm tra thử xem con rắn kia có độc không đã. Thế thì chắc sẽ đảm bảo hơn một chút. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chuyện liên quan đến tính mạng không thể qua loa được. Thế thì phải bảo Long Trục Thiên lấy chút nọc độc, độc của con rắn đó cho ta đi nói rồi quan phong lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ sau đó đưa cho long trục thiên long trục thiên lập tức nhận lấy cái ống nghiệm à đúng rồi mắt quan phong bỗng sáng rực hết lên ông đột nhiên nảy ra một ý tưởng cậu có thể hút cho tôi xin một chút quyết thanh của con rắn kia không trục thiên tôi muốn xem thử quyết thanh của nó có khác gì với các loài rắn bình thường không nói xong ông lại lôi ra một cái ống nghiệm nhỏ nữa đưa cho long trục thiên không cần nhiều đâu, chỉ cần dài giọt là được rồi. Cái này cháu phải hỏi ý kiến của Tiểu Kim đã. Long Trục Thiên nói, nó cũng đặc biệt như là liên y vậy, cho nên chúng ta phải tôn trọng nó như một con người. Dương Tử My rất đồng ý câu nói này của anh ta. Hoàng Phong nghe vậy chỉ biết nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Được rồi, vậy cậu hỏi nó giúp tôi đi. Tôi không có ác ý gì đâu, tôi chỉ muốn nghiên cứu xem có gì khác biệt không thôi. Chương 1474 Một lúc sau, Long Trục Thiên tìm được Tiểu Thiên. Cậu ta và Liên Nghi đang ngồi chơi với con rắn vàng. Vừa nhìn thấy Long Trục Thiên, con rắn vàng kia lập tức dứt bỏ hai cái đứa nhỏ, bò lại trên da của Long Trục Thiên, thè lưỡi liếm láp khắp cổ của anh. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử Mì toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô âm thầm, tự nhủ cũng may mình không phải là chủ nhân của con rắn này nếu không chắc cô phải có tinh thần thép mới dám huấn luyện nó được lúc này long trục thiên kể lại mấy cái chuyện khế ước nọc độc và quyết thanh kia cho tiểu kim nghe tiểu kim nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thật là một con rắn có linh tính sau đó long trục thiên có rót nọc độc và quyết thanh của tiểu kim vào trong hai cống nghiệm khác nhau đưa cho quan phong quan phong nhận lấy cái lọ ống nghiệm xong, lập tức vui mừng hớn hở, chạy tót vào trong cái phòng nghiên cứu. Giờ đây, Dương Tử My mới nhớ ra, mai là sinh nhật của ông Cố Tăng, nhưng mà cô vẫn còn chưa có chuẩn bị quà cáp gì cho ông. Nhà họ Tăng có không ít kẻ bợ đỡ nịnh hót, nếu quà cô không có ra gì, người ta chẳng thèm để ý đến cô đâu. Cho nên cô phải chuẩn bị một món quà thật là khủng, đè bẹp hết tất cả mọi người ở đó lúc đầu dương tử mi định tặng đồ cổ nhưng cô thấy hình như người nhà của họ tăng không có ai sành đồ cổ lắm chỉ thích mấy cái thứ nhìn bóng bẩy đắt tiền thôi cô nên tặng cái gì bây giờ dương tử mi nghĩ nghĩ lôi ra mấy cái thứ trong nhẫn trữ vật của mình thì thấy ngoài mấy cái miếng phỉ thúy ra chẳng có gì thích hợp để mà tặng quà mừng thọ nhưng mà cô đang tính dùng mấy cái miếng phỉ thúy này để rèn thành pháp khí rồi không tặng được. Hay là đến chợ đổ thạch để mà xem thử đi, xem xem có giới được món hàng nào ngon không. Vì Dương Tử My không biết chợ đổ thạch ở đâu cho nên đang tính chạy đi hỏi quan phòng. Nhưng mà vừa đến nơi thấy phòng của ông khói bay mù mịt. Sư, sư phủ quán! Dương Tử My hét lên một tiếng xong vào. Vừa vào đến nơi thấy quan phòng ngã trong cái làng khói dày đặc. Vậy cho nên cô mới vội vàng đưa ông ra ngoài lúc này mặt của quan phong đã biến thành một màu vàng giấy toàn thân run rẩy không ngừng miệng còn phun ra khí trắng như thể đã trúng độc vậy thấy thế dương tử mi vội vàng chăm cứu cho ông mãi qua một lúc sau quan phong mới dần dần trở lại bình thường ông mở mắt ra nhìn dương tử mi giới vẻ mê man mù mịt sau khi mà đỡ quan phong dậy dương tử mi lập tức hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy sư phụ quán sao mà người lại bị trúng độc nếu không phải cô đến đúng lúc thì thật sự không biết hậu quả sẽ côn lường ra sao giờ sư phụ của cô cũng không còn cho nên cô tự động coi quan phong chính là sư phụ của mình cứ nghĩ đến cảnh ông ấy xảy ra cái chuyện gì cô thấy lòng đau như cắt lúc nãy ta đang phân tích quyết thanh của con rắn vàng kia bỗng dưng nó nổ tung như là một quả bóng vàng khổng lồ vậy ta không kịp tránh ra Hoàng Phong nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy vẫn còn thấy rung rung Ông có nằm mơ cũng không ngờ cái lọ huyết thanh kia sẽ nổ và phát tán ra năng lực khổng lồ như là một trái bom vậy. Hoàng Phong nghĩ nghĩ, mới có một tí huyết thanh mà đã có sức mạnh lớn như vậy rồi, thì không biết nếu là cả một con rắn sẽ lớn đến đâu nữa. Thế sư phụ có kiểm tra cái gì không? Không, Hoàng Phong lắc đầu rồi mới nói xem ra chúng ta phải tìm cách khác rồi thế cái lọ nọc độc kia thì sao dương tử my lại hỏi tiếp vẫn còn chưa có kịp phân tích quan phong phủi phủi cái đống bụi trên người của mình xuống vừa nói bây giờ ta phải đi nghiên cứu số nọc độc kia đây dương tử my thấy ông bảo là muốn đi nghiên cứu lập tức lại gần rồi mới nói với ông bằng một giọng điệu đầy quan tâm sư phụ vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi đã không cẩn thận lại xảy ra cái chuyện thì sao? Hoàng Phong không cho là đúng nói. Ta đã bằng này tuổi đầu rồi, còn sợ cái gì chứ? Chết thì chết, chứ có sao đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 117 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.